đó. Các chị biết không ạ, vitamin C là một loại vitamin mà sẽ không được dự trữ ở trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy thì mỗi ngày thì các chị cần phải bổ sung đủ cái lượng vitamin C cho cơ thể của bản thân mình, đúng không ạ? Và chúng ta có thể bổ sung từ cái nguồn là rau củ quả, hay là rau củ quả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái quá trình chế biến thì ở nhiệt độ cao thì vitamin C thì sẽ rất là dễ bị biến mất các chị ha. Đặc biệt là nhiệt độ là từ 70 độ trở lên thì sẽ dễ bị mất. Cho nên là những cái món ăn như là chiên, xào hay là nấu nứa thì sẽ dễ bị làm mất đi vitamin C có trong rau củ quả các chị, đúng không ạ? Ngoài ra thì các chị cũng có thể là bổ sung vitamin C bằng cách là sử dụng những cái loại trái cây như là cam, chanh, bưởi, là những cái loại có nhiều vitamin C các chị. Nhưng mà nhớ là vitamin C sẽ có nhiều ở trong vỏ nhiều hơn các chị, hay là trong muối, hoặc là những cái sơ của những cái loại quả đó các chị. Và thường là những cái đó thì chúng ta sẽ không ăn được, đúng không ạ? Sẽ không ăn được và thường chúng ta sẽ bỏ đi, đúng không ạ?